Cầu Thăng Long khi hoàn thành việc sửa chữa và đưa vào khai thác sẽ kết nối với đường Vành Đai 3 đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long và giảm tải cho cầu Nhật Tân. Được khởi công vào ngày 26 tháng 11 năm 1974 và khánh thành vào ngày 9 tháng 5 năm 1985. Tuy nhiên, sau thời gian dài khai thác, mặt cầu đã bị hư hỏng và tiến hành sửa chữa lớn vào năm 2009 và sửa chữa cục bộ một số năm sau đó nhưng vẫn không thể triệt để hoàn toàn. Đến nay, cây cầu này được thay tấm áo mới với công nghệ và kỹ thuật hiện đại nhất sẽ giúp cho bản mặt cầu có tuổi thọ lên tới 30 năm. Theo kế hoạch, ngày 8 tháng 1 tới đây, cây cầu này sẽ chính thức được thông xe sau 6 tháng nâng cấp, sửa chữa, giúp các phương tiện lưu thông thuận lợi, an toàn, đúng dịp cao điểm Tết Nguyên Đán. Cục Quản lý Xây dựng và Chất lượng Công trình Giao thông, Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, dự án sửa chữa mặt cầu Thăng Long có tổng mức đầu tư gần 270 tỷ đồng, được khởi công ngày 16 tháng 8 năm 2020. Hạng mục cuối trong sửa chữa mặt cầu là thảm bê tông nhựa polymer cho mặt cầu đã hoàn thành. Hiện nhà thầu đang tập trung hoàn thiện các hạng mục tổ chức giao thông như sơn kẻ đường, lắp đặt đinh phản quang, hệ thống thoát nước và lắp đặt hệ thống biển báo hiệu để chuẩn bị thông xe. Với các chuyên gia, nhà thầu đảm nhiệm thi công sửa chữa mặt cầu lần này cũng vinh dự, tự hào khi đã làm chủ được công nghệ mới, hiện đại, lần đầu tiên được ứng dụng tại Việt Nam. Và với công nghệ này thì khả năng chịu lực của cầu Thăng Long sẽ tăng gấp 3 lần so với trước đây, giúp cho cây cầu có thêm 30 năm tuổi mà không phải sửa chữa lớn. Tôi tự tin và khẳng định là đến thời điểm hiện nay thì tất cả các hạng mục công việc đã được thực hiện một cách tuân thủ chặt chẽ theo cái hồ sơ thiết kế kỹ thuật và vững tin về cái chất lượng của cái việc sửa chữa lần này để đảm bảo là tốt nhất cho tuổi thọ của công trình. Mặc dù đây là cái công trình sửa chữa từng phải chịu nhiều điều tiếng từ dư luận, nhưng với việc ứng dụng công nghệ hiện đại nhất với bê tông siêu tính năng USB-C để sửa mặt cầu lần này đã giúp cho các cơ quan chức năng thực hiện dự án tin tưởng tuyệt đối về chất lượng của mặt cầu, bởi trước đó đã nhiều lần sửa nhưng không mang lại thành công. Dù mới là cái bước đầu nhưng chúng tôi thấy là cũng tương đối tự tin trong vấn đề là các cái công việc liên quan đến cái chất lượng. Tất cả khâu về công tác chuẩn bị, tôi thấy là cũng hiếm có cái dự án nào mà đạt được cái sự chuẩn bị được quá trình triển khai chi tiết và cẩn thận như thế. Tổng cục Đường bộ Việt Nam khẳng định đến thời điểm này các chuyên gia, cán bộ, kỹ sư đã làm chủ được công nghệ và từ thành công ứng dụng công nghệ tại mặt cầu Thăng Long, Tổng cục Đường bộ sẽ áp dụng nhân rộng trong sửa chữa các công trình khác. Các chuyên gia, các cán bộ kỹ thuật, lãnh đạo, công nhân của người Việt Nam thì đã làm chủ và thực sự để thực hiện cái công nghệ này để phát triển cho Việt Nam. Và tới đây tôi tin tưởng rằng cái việc sửa chữa thành công của cầu Thăng Long thì sẽ áp dụng được sửa chữa các cái cầu cho cái cầu của cho Việt Nam cũng như các cái bộ ngành có cái cấu hạ tầng. Theo kế hoạch, sáng ngày 8 tháng 1 năm 2021, Bộ Giao thông Vận tải sẽ tổ chức lễ thông xe và người dân được lưu thông qua cầu. Việc hoàn thành sửa chữa cầu Thăng Long vượt tiến độ và đảm bảo chất lượng được Tổng cục Đường bộ lựa chọn là một trong 10 sự kiện tiêu biểu của ngành giao thông vận tải.